Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thử thách khách mời. Và ngày hôm nay chúng ta không chỉ có một mà tận hai khách mời vô cùng xinh đẹp cũng như đặc biệt của chúng ta. Thì bên cạnh tôi đây là hai bạn khách mời, thì có lẽ là tôi sẽ không cần phải giới thiệu về bản thân mình nữa mà để cho hai bạn khách mời tự giới thiệu về bản thân mình, đúng không nào? Thì chắc là Lady First nhỉ, để cho bạn nữ giới thiệu trước đúng không? Thì bạn nữ xinh đẹp bên cạnh tôi giới thiệu trước. Ok, xin chào mọi người nha. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Chippy. Hiện tại thì mình là một streamer trên Facebook và ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi được Gana mời đến đây cùng trải nghiệm một cái loại vũ khí hết sức là đặc biệt và rất là mạnh. Bật mí mọi người là như thế. Là Chippy. Thì Chippy hiện đang livestream trên Facebook và như là Facebook hay YouTube nhỉ? Em đang trên cả Facebook và em cũng có làm video trên YouTube. Và kênh của em là Chippy Gaming. Mọi người có thể ghé qua. Các bạn còn đợi gì mà không vào đăng ký ngay kênh của Chippy Gaming cả trên YouTube và Facebook đi. Còn là một bạn nam rất đẹp trai, chắc chắn là rất nhiều bạn biết về bạn nam này rồi, không cần tôi phải giới thiệu quá nhiều nữa. Thì em hãy giới thiệu bản thân mình đi nào. Xin chào mọi người, mình là Mạnh Thăng Thi, thì mình đang là huấn luyện viên cho team Hà Nội Team. Thì hôm nay rất là vui vì được Gaena mời đến đây để test súng cũng như là trải nghiệm. Trải nghiệm là được ngồi bắn cùng với một bạn nữ rất xinh đẹp của Chippy Gaming đúng không nào? Thì Phan Thi có livestream ở đâu không? Em hiện tại đang live trên nền tảng Facebook và YouTube luôn. Đấy, các bạn xem, và hai streamer chúng ta, cả hai bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay đến đây đều có kênh YouTube như Facebook riêng của mình ra. Các bạn có đợi chờ gì mà không vào đó live cũng nhờ cùng đồng hành các bạn đấy, không chỉ trong buổi ngày hôm nay mà còn trong rất nhiều buổi livestream khác nữa. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay đến với buổi giao lưu ngày hôm nay, thử thách khách mời ngày hôm nay với một loại vũ khí vô cùng đặc biệt nha. Và các bạn vừa rồi cũng đã được xem một đoạn clip giới thiệu về thử thách ngày hôm nay của hai vị khách mời cũng như là tôi, đúng không nào? Một loại vũ khí mà nhìn qua thôi chúng ta đã biết đó là gì, đúng không? Thì không biết là bình thường thì hôm nay hỏi Funky trước đi. Funky, em thì bình thường em có thích sử dụng những khẩu súng kiểu tiểu liên hay là ấy không? Em trong hai dòng thì tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa và sọt găng thì em sức thích dùng loại nào nhất? Em sở trường của em là tiểu liên. Tiểu liên đúng không ạ? Và tiểu liên thì em giúp thích dùng loại nào? Thì MP40, P90, UMP thì tất cả các loại tiểu liên thì em đều thích. À đúng rồi. Còn GP thì sao? GP có phải là một cô gái thích những khẩu súng có nhanh mạnh hay là thích tầm xa không? Em khá là thích cái dòng tiểu liên, và trong hai cái ưu tiên hàng đầu thì đó là MP40 và P90. MP40, P90 đúng không? Dạo gần đây thì anh đang thấy khẩu M1887 khá là mạnh. Một khẩu shotgun mà gần như nó đang làm khuynh đảo cả cái chuyên nghiệp lẫn bậc xếp hạng. Còn ngày hôm nay thì như vừa rồi chúng ta vừa xem clip giới thiệu thì đó, chúng ta sẽ có một khẩu P90, một khẩu P90 hành quyết với rất nhiều những cái thứ mà cần tìm hiểu trong ngày hôm nay, từ ngoại hình, chỉ số. Và các bạn, tôi sẽ có dành một phần quà rất nhỏ nhỏ dành cho hai bạn khách mời chúng ta. Các bạn hãy vào game, cầm máy vào game và cùng nhận món quà này. Tôi cũng sẽ vào và cùng các bạn trải nghiệm khẩu súng mới này, khẩu P90 hành quyết. Và đến thời điểm này thì cả hai khách mời chúng ta đã đều nhận được skin súng P90 hành quyết rồi. Và việc đầu tiên là chúng ta hãy cùng khám phá khẩu P90 hành quyết này, trước hết là ở trong bộ sưu tập của chính mình đã. Chippy đi, Chippy, em thấy khẩu P90 hành quyết này như thế nào? Em đánh giá sao về nó? Điều đầu tiên là về ngoại hình trước đi. Mở cái khẩu súng này ra thì em thấy cái ngoại hình rất là bắt mắt. Nó có cái vẻ gì đó mà nó khá là ma mị, để biến sang màu đen, và nó có một cái hiệu ứng màu tím và một cái đôi mắt nó phát ánh sáng nữa. Rất là hấp dẫn. Cái đầu lâu ở trên thân súng nữa. Có vẻ là đây là một trong những khẩu súng mà đá cùng bộ với cả bộ hành quyết ở trong vòng quay kim cương, nên nhớ công nhận như vậy. Trông rất là bắt mắt, rất là ngầu á. Với cả một bạn nữ mà đã trông cảm thấy nó rất là ngầu. Phát khi em ra, liệu đây có phải một khẩu tôi chín mươi mà ngoại hình của nó có thể khiến em cảm thấy sao xuyến không? Có, cũng như ý kiến của bạn Kim thì em thấy khẩu này khá là ngầu. Cái màu em thích luôn. Tím đen, đỏ đúng không? Đỏ đen, thích đỏ đen à? Thích đỏ đen thôi chứ đừng kiếp đỏ đen nhé.
Và với một khẩu súng P90 với một ngoại hình mà như chúng ta đang thấy, đó là một ngoại hình cực kỳ bắt mắt, có cả hiệu ứng lửa tím, tam muội chân hỏa là cái gì đây, lửa tím này bốc ra từ con mắt của khẩu P90 này, với những dòng sơn đen đỏ xen lẫn và kết hợp với nhau trông cực kỳ khủng khiếp. Đây có lẽ là một trong những khẩu P90 mà đẹp nhất từ trước đến giờ, bởi vì P90 thì thực ra dòng skin của P90 cũng khá là hạn chế. Ngoài chúng ta có những skin có chỉ số như là khẩu thanh lịch đúng không nào, và bóng ma thì cũng rất tuyệt vời rồi. Bóng ma có hình âm dương xoáy quanh, dòng nước âm dương xoáy quanh, còn khẩu P90 mới của chúng ta thì lại khác, nó là một khẩu thiên về rất là sự ngầu lòi với hình đầu lâu này, rồi cả lửa hiệu ứng nữa. À, chắc chắn rồi, với khẩu P90 này riêng điểm ngoại hình thôi đã rất bắt mắt rồi đúng không nào. Và ngoại hình đã đẹp, chúng ta sẽ chuyển ngay sang vấn đề thứ hai của một skin súng mà chắc chắn rằng tất cả quý vị và bạn đều rất quan tâm. Đó là không biết rằng với một ngoại hình đẹp như này thì chỉ số của nó có xứng đáng với cái một ngoại hình đẹp không, có đi cùng với một ngoại hình đẹp không? Thì Phang Kem, em đánh giá đầu tiên về chỉ số như thế nào về khẩu súng này? Em thấy chỉ số tăng 2 tốc độ bắn và một sát thương, thì cái dòng tiểu liên thì em rất thích kiểu mà tăng tốc độ bắn nhé. Những cái súng tiểu liên của em đều sử dụng tốc độ bắn hết, thì tăng tốc độ bắn này em rất là thích. Sát thương nữa thì nhưng mà tăng sát thương là em rất thích rồi. Chi Phi thấy sao về chỉ số của khẩu tiểu liên này? Thì em cũng cùng ý kiến với bạn Phang Kem thôi, thì cái khẩu này tăng thêm 2 tốc bắn thì có lẽ là cái tốc bắn của nó sẽ gần ngang khẩu 40, cộng với cả việc nó sẽ có rất là nhiều băng đạn rất là nhiều nữa. Và cái tăng tốc độ bắn này thì cũng rất là thích hợp với khẩu tâm, cùng với đó là cả một cái sát thương, thì cái số khẩu súng là một cái dòng P90 mạnh nhất trong thời điểm hiện tại theo em là như thế. Đúng là như vậy, về tốc độ thế đạn cũng không ảnh hưởng, đúng không? Giảm tốc độ thế đạn cũng không có ảnh hưởng đúng không nào? Và như những gì mà hai khách mời chúng ta vừa đưa ra nhận xét của mình, chúng ta có thể thấy được rằng khẩu P90 hành quyết với chỉ số là cộng 2 tốc bắn, cộng 1 sát thương và trừ 1 tốc độ thay đạn, với chỉ số như anh đánh giá thì cũng là một chỉ số cực kỳ ngon, đẹp dành cho một khẩu P90, đặc biệt là với dòng tiểu liên, một dòng súng mà tốc độ bắn của nó đã khá là cao rồi mà còn được bổ sung tận 2 tốc bắn nữa, đặc biệt là với P90 thì đúng là không còn gì để có thể chê vào được nữa. Chưa kể là còn cộng 1 sát thương. Cái dòng tiểu liên này, sát thương của nó với khoảng cách tầm gần nó cực kỳ lớn. Mà chưa kể P90 là một khẩu súng mà có cả ống ngắm X2, thì nó sẽ bổ sung thêm cái khả năng tiêu diệt lấy mạng từ đối phương từ tầm trung đến gần, khá là tốt đúng không nào. Và với việc trừ 1 tốc độ thay đạn thì như cả GP lẫn Mạnh Phong Kem đều đã nói, đó là cái việc trừ 1 tốc độ thay đạn này nó không quá ảnh hưởng. Đầu tiên là với GP P90 mà với dòng súng là đã có cực kỳ nhiều đạn rồi. Còn với Mạnh Phong Kem thì chia sẻ là với cái trừ 1 tốc độ thay đạn này thì nó không ảnh hưởng, bởi vì bây giờ thì chúng ta cũng đã có băng đạn đôi để có thể bổ sung thêm cái khả năng thay đạn của mình, thì nó gần như là sẽ không có điểm trừ. Sau đó là chúng ta còn có, nếu mà nhặt được 50 viên đạn này, nếu mà nhặt được băng đạn 3 nữa thì càng tuyệt vời đúng không nào. Và kể cả là chúng ta mang nhân vật Nikita để chắc kèo bạn nào mà kiểu main kiểu tiểu liên như này mà mang thêm Nikita nữa, thì các bạn đừng quên Nikita là một nhân vật có khả năng tăng tốc độ thay đạn của tiểu liên, thì đó sẽ là một trong những cái thứ vô cùng tuyệt vời để bổ sung vào cho khẩu P90 hành quyết, với cả ngoại hình, với cả những cái chỉ số gọi là cực kỳ khủng khiếp như này. Và có lẽ là đến thời điểm này khi mà cả hai khách mời chúng ta đều đã có những nhận xét riêng của mình, chắc các bạn cả hai bạn đều rất hào hứng để có thể bước vào game để thử khẩu P90 này đúng không nào. Một khẩu P90 hành quyết vô cùng bắt mắt ở đây, và chúng ta sẽ không để các bạn, quý vị các bạn chờ lâu nữa, tiến ngay vào thử khẩu P90 hành quyết này ở trong game thôi. Thưa quý vị các bạn, thì tôi cùng với cả GP cũng như là Phang Kem đã cùng vào phòng rồi, và chúng tôi đang chờ đợi để có thể vào trong bản đồ để có thể thử khẩu P90 hành quyết này, với chỉ số của nó cực kỳ mạnh, được đánh giá cực kỳ mạnh như này, thì trong thực chiến nó sẽ như thế nào. Và chúng ta chỉ đợi một ít phút nữa thôi để tiến vào trong game. Hy vọng là hôm nay cả Funky, cả GP sẽ gánh được tôi qua cái top 1 này. Không biết là với khẩu P90 này thì không biết là Mạnh sẽ sử dụng kỹ năng nào, kỹ năng của nhân vật nào để tối đa hóa cái khả năng tấn công của mình. Hayato, Kelly và Alok đúng không? Zota khá là trùng với anh ấy.
thực ra thì đấy có lẽ là cái skin bộ skin đang mạnh nhất ở thời điểm này, với Alok là tất cả mọi người đều dùng được này, rồi Zota để giết người hồi máu bằng tiểu liên và shotgun, thêm cả Kelly tăng tốc độ di chuyển đúng không nào, anh thì dùng thêm cả Hayato nữa để có thể tối đa hóa cái khả năng mà dưới máu thì tăng khả năng xuyên giáp, tăng khả năng kết liễu đối phương. Đây cực kỳ là một bộ skin mạnh mà các bạn nên chú ý trong khoảng thời gian tới. Và đây tôi cùng với cả GP cùng với cả Punk Game đã vào trong trận rồi và chúng ta đã tiến vào khu vực đảo quân sự và bây giờ chúng ta nhảy dù. Ui. Đây để Punky lo thôi, tôi cảm thấy áp lực quá. Chưa ngờ bắn ơi Punky cân 2 đấy quá, cứu được kiểu vào màn hình máy của GP. Địch ở trong nhà, địch đằng sau. Ui hay quá, hay u đánh nó luôn. Ui đánh sau ba người cùng săn. Và như vậy là tôi cùng với GP và Fang Game đã thử xong khẩu P90 hành quyết với lượng sát thương cũng như được tăng 2 tốc độ bắn cực kỳ khủng khiếp đúng không nào. Mặc dù cái tốc độ thay đạo của nó bị -1 nhưng sau khi sử dụng những băng đạn đôi rồi băng rồi cùng kết hợp với lượng sát thương cũng như là cái băng đạn của P90 đó thì tôi nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái khẩu súng P90 hành quyết này cả. Nó thật sự là rất chất lượng trong những pha xử lý của mình đúng không? Thì các game đi, em nghĩ sao về khẩu P90 này? Anh thấy khẩu P90 này khá là mạnh, từ tầm gần đến tầm xa, gần 2 gần 3 bình thường. Đúng không? Còn GP thì sao? Em nghĩ sao về khẩu P90 này? Em cũng cùng cảm nhận luôn, khẩu P90 này rất là mạnh. Có thể nói là hoàn hảo. Hoàn hảo đúng không? Một khẩu P90 hoàn hảo, gần như không có điểm trừ nào cả. Với sát thương, tốc bắn, khả năng kéo tâm, rồi kết hợp cùng với cả cái lượng đạn lớn nữa. Đây rõ ràng là một trong những skin súng mà có thể nói là cực kỳ mạnh đến từ P90. Và chắc chắn rằng khẩu P90 hành quyết này sẽ là một trong những khẩu súng mà anh rất ao ước có ở trong hòm đồ của mình đúng không nào? Và với GP thì GP có lưu ý gì cho các bạn khi mà sử dụng khẩu P90 hành quyết này không? Cái lưu ý khi sử dụng cái khẩu súng này thì các bạn nên dùng cái con nhân vật đó là con Nikita để có thể thay đạn nhanh hơn, cùng với đó là những cái con nhân vật ở với khả năng cận chiến như là Hanato, hay là đặc biệt là các bạn có thể đi nhặt cái băng đạn đôi, cái vật phẩm mới ra trong tay rất là hữu ích. Đúng rồi. Với một khẩu súng P90 không? Còn Phan Kem thì sao? Em có lưu ý là các bạn nên nhặt nhiều đạn kiểu khẩu này, vì khẩu này bắn rất là nhanh và kết hợp với nhân vật là Yota, Nikita để tăng tốc thay đạn và khi hết người có thể cộng máu. Đó là những chia sẻ đến từ cả GP cùng với cả băng game của chúng ta. Và các bạn còn chờ đợi gì nữa? Khẩu P90 hành quyết chắc chắn là một trong những khẩu súng các bạn có muốn có nhất trong hòm đồ của mình. Còn có lẽ là bây giờ tôi cùng Cam cùng với cả GP và băng game sau buổi thử súng này thì có lẽ sẽ về nhà và bắt đầu leo rank dần ở thời điểm hiện tại với khẩu P90 hành quyết này. Một tốc ở sát thương, 2 tốc độ bắn và trừ 1 băng đạn. Và bây giờ, Phong Ca cùng với Phong Game và GP xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các thử thách khách mời lần sau. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gaana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải thưởng eSports đỉnh cao.